Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV quý vị và các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Kia Sorento, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Kia Sorento là một cái đối thủ cạnh tranh rất là đáng gờm của chiếc xe Hyundai Santa Fe đấy quý vị bạn ạ. Từ bao lâu nay rồi thì Kia Sorento đang cạnh tranh rất là khốc liệt với chiếc xe Hyundai Santa Fe. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, ở cái thế hệ thứ tư này thì Kia Sorento đã bứt phá lên trước chiếc xe Hyundai Santa Fe. Tại sao tôi lại nói là bứt phá lên trước ở cái thế hệ thứ tư này? Thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, từ cuối năm 2020 thì là Kia cũng đã thay đổi toàn bộ về cái phần giao diện, cũng như là về cái phần option, cũng như là cái phần tính năng an toàn cho chiếc xe Kia Sorento này từ cuối năm 2021. Và chiếc xe Hyundai Santa Fe cuối năm 2021 mới thay đổi, còn chiếc xe Kia Sorento là đã thay đổi từ cuối năm 2020 quý vị và bạn nhé. Đấy, lại khác biệt ở cái chỗ đấy ạ. Kia Sorento đã bứt phá lên trước 1 năm so với Hyundai Santa Fe. Và chắc thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam mình đang được phân phối các phiên bản Kia Sorento, ví dụ như là Kia Sorento phiên bản Direct, phiên bản Luxury, phiên bản Premium và phiên bản cao cấp nhất là cái phiên bản Kia Sorento Signature. Đây, thưa với quý vị bạn, phiên bản Signature thì lại được phân làm hai phiên bản, là phiên bản Signature 6 chỗ và phiên bản Signature 7 chỗ. Phiên bản 6 chỗ thì có thể nói là phiên bản dành cho chủ tịch quý vị bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature, phiên bản 6 chỗ thì quý bạn ạ. Chiếc xe này là phiên bản là màu xanh đen quý bạn ạ. Nếu như nhìn qua về bên ngoài hoặc nhìn trên video thì quý vị các bạn thấy là nó chỉ như là một màu đen thôi, còn thực tế là nó là màu xanh đen quý vị các bạn nhé. Và ở thị trường Việt Nam mình thì bảng báo giá của trong hãng đang phân phối, đang bán báo giá với cái phiên bản thấp nhất là cái phiên bản Direct, là cái phiên bản với giá là khoảng 1 tỷ đồng quý vị các bạn nhé. Và cái phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Signature này thì là đang bán với giá là 1 tỷ 285 triệu quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này là chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký tháng 10 năm 2021, đã lăn bánh được 1,5 vạn rồi. Chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 230 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này nếu như là ở phiên bản mà quý vị bạn bây giờ quý vị bạn mua cái phiên bản cao cấp nhất như chiếc xe này và giá lăn bánh nó rơi vào khoảng 1,5 tỷ lẻ đấy ạ. Đấy, và bây giờ chúng tôi đang bán với giá là 1,230 tỷ thì quý vị bạn cũng đã tiết kiệm được kha khá rồi quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature, phiên bản 6 chỗ máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature máy dầu 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature 2021 này quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này nó có như bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không sau 1,5 vạn km sử dụng và sau hơn 1 năm sử dụng quý vị các bạn nhé. Tính ra là mới sử dụng được mấy tháng thôi, từ năm cuối năm 2021 đến bây giờ là mới năm 2022 thì mới sử dụng được mấy tháng thôi quý vị bạn nhé, mới lăn bánh được 1,5 vạn quý vị bạn ạ. Có thể nói đây là một chiếc xe Kia Sorento đã lột xác hoàn toàn thành một chiếc xe khác, không còn gọi là con sò như ngày nào nữa quý bạn ạ.
Tại vì quý bạn ơi, chiếc xe Kia Sorento ngày xưa là anh em hay nôm na gọi là sò, hội sò đấy. Có hội Santa Fe ở có hội Sorento ở trên mạng còn gọi là hội sò đấy quý vị bạn nhé. Và bây giờ thì đã được lột xác hoàn toàn thành một chiếc xe khác rồi. Và cái điều thay đổi ngoạn mục này thì chắc là quý vị các bạn cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về chiếc xe này rồi. Tôi là ở cái kênh chúng tôi chuyên mua bán ô tô, cho nên là chúng tôi chỉ giới thiệu về chiếc xe xem là chất lượng nó còn đẹp ra làm sao sau 5 tháng sử dụng, có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì hay không thôi quý bạn nhé. Còn về phần review, nhận xét, đánh giá thì đã có các chuyên gia, ví dụ như là các YouTuber giống như anh Hùng Lâm ở kênh Xe Hay đấy quý bạn nhé. Anh đã review chiếc xe này từ khi chiếc xe này còn vừa mới bắt đầu xuất hiện cơ quý bạn ạ, vừa mới bắt đầu công bố là anh đã có những video để review về chiếc xe này rồi. Còn chiếc xe này thì chúng tôi chỉ giới thiệu để bán thôi quý bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đầu và cái phần sườn xe đây quý bạn ạ. Nước sơn zin còn nguyên bản hết nhá quý bạn ạ. Nước sơn zin còn nguyên bản. Tuy chiếc xe này có bị va chạm một vài chỗ gọi là xước sát nhỏ nhẹ thôi, nhưng chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi cũng để nguyên, là tôi quay luôn cho quý bạn cùng xem đây ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây, những cái việc xước sát nhỏ nhẹ này, quay thật sát vào đây thì mới thấy được là nó xước sát rất là nhỏ. Những cái vết xước này chỉ cần đánh bóng là hết quý vị bạn nhé. Nhưng mà tôi để nguyên, chúng tôi sẽ đánh bóng sau. Mua về cái là tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn đã. Đấy, những cái phần xước răm rất là nhỏ này, cái này chỉ có đánh bóng đi là hết thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng để nguyên là chúng tôi quay đã, sau đó là chúng tôi sẽ đánh bóng sau. Hy vọng quý vị và các bạn đến xem xe, xem video của tôi trực tiếp ở trên video, và quý vị bạn đến xem xe tại cửa hàng thấy nó sẽ đẹp hơn ở trên video quý vị bạn ạ. Đấy, tại vì là chúng tôi mua về là chúng tôi không có dọn dẹp gì cả, chúng tôi để nguyên, còn lại là quý vị bạn đến với cửa hàng chúng tôi xem là nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Đấy, thì tôi cũng xin phép tôi giới thiệu sơ qua một chút về cái phần đầu của chiếc xe này nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và mỗi một bên là ba bóng xenon này nhá, như một cái mắt hổ quý vị bạn ạ, rất là đẹp. Đấy, và cái mặt ca lăng này nó khác hơn rất là nhiều rồi ạ, nó thay đổi rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị cảm biến quanh xe, đây là cảm biến trước này, camera lùi, camera 360, xin phép lỗi quý vị bạn, camera 360 này, đây là camera trước này, camera trên gương này, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, camera 360 tích hợp ở trên gương chiếu hậu quý vị bạn nhé. Đấy, đây là camera 360 này, tích hợp ở trên gương này. Và phía đằng trước này thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là đèn LED ban ngày. Đây, cái đèn xi nhan này nó chung đèn LED luôn này, khi nó tắt xi nhan là nó sáng ánh sáng trắng đèn LED này. Và phía bên dưới này, đèn gầm cũng là cái hệ thống đèn LED luôn. Đèn gầm này là đôi, mỗi bên là đôi và 4 bóng đây quý vị bạn nhé. Đây, trong này là nó có 4 bóng, và mỗi bên 4 bóng là thành 8 bóng, rất là sáng và đèn LED luôn này. Đấy, là khe hút gió này, rất là thể thao, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Có thể nói một cái thiết kế này của Kia dành cho chiếc Sorento cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ kỹ tính đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài, cái dàn la răng, dàn lốp này thì Kia cũng đã rất là đầu tư cho chiếc Sorento này, đầu tư hẳn bộ dàn lốp Michelin R19 và là cái phiên bản Premacy 4 quý vị bạn nhé. Đấy, Kia phải nói là Kia rất là đầu tư cho chiếc Sorento này, phiên bản 2021, bắt đầu cuối năm 2020 thì chiếc xe này được sản xuất. Đấy, phiên bản Michelin này, Premacy 4. Đấy, phải nói là Kia cũng rất là đầu tư cho một chiếc xe Sorento. Nhìn về đằng sau thì quý vị các bạn thấy được là với cái thiết kế của cái cụm đèn hậu full LED này, nó rất là giống những chiếc xe sang quý vị bạn ạ. Đấy, nhìn qua nó cũng hao hao giống những chiếc xe Cadillac quý vị bạn nhé. Đấy, và xe thì cũng đã được trang bị này, camera lùi này, cảm biến sau này, cảm biến này là cảm biến quanh xe rồi. Và ở cái phiên bản cao cấp nhất là cái phiên bản Signature. Đấy, là cái phiên bản Signature này, và là cái động cơ CRDI, động cơ dầu quý vị bạn nhé. Động cơ dầu này thì cực kỳ là tiết kiệm quý vị bạn ạ. Động cơ dầu này rất là hấp dẫn. Đấy, đây hôm nay là cái chủ xe đã dán phim
dán phim cách nhiệt màu đen, nhìn chắc là không được rõ lắm, nhưng mà đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây quý bạn ạ. Chỉ với 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong khu đô thị chỉ 7,79 lít cho 100 km quãng đường trong đô thị, và nếu như chạy ở ngoài đô thị tức là đường trường chỉ 5,2 lít dầu thôi quý bạn ạ. Đấy, phải nói là rất hấp dẫn đúng không quý vị bạn? Tại sao mọi người rất hay săn tìm những chiếc xe máy dầu là ở cái điểm này đây ạ? Chỉ 5,2 lít dầu cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, nhìn về cái cặp đèn hậu cũng như là cái đèn xi nhan sau rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, với thiết kế này thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và ở phần bên dưới này, đấy, nhìn kiểu giả bô thể thao thôi. Đấy, nhìn kiểu giả bô thể thao thôi. Nhưng mà đây không phải là bô thể thao đâu quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn kiểu giả thôi ạ. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, lốp sơ cua vẫn còn chưa hạ đâu quý vị bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua đây này. Đây là cái lốp sơ cua chưa hạ này. Lốp sơ cua của chiếc xe này chưa hạ và dàn lốp này còn nguyên bản theo xe nhé quý vị bạn ạ. Đấy, Michelin Premacy 4. Đấy. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020 và cái lốp này là sản xuất tuần thứ 49 năm 2020. Tức là lốp sản xuất cuối năm 2020 luôn đấy quý vị bạn ạ. Nhìn vào cái dàn lốp này thì rất là nhiều người cho rằng là dàn lốp đã thay rồi vì là Michelin. Tại sao lại cứ nghĩ là Michelin là lốp thay, còn nguyên bản của nhà sản xuất thì là không có Michelin đâu. Thưa với quý vị bạn, chính vì cái sự thay đổi ngoạn mục này, thay đổi 180 độ cho chiếc Sorento này, thì Kia đã không tiếc cái phần đầu tư về cái phần lốp quý vị bạn nhé. Đấy, và nhìn qua về cái phần hông xe thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Hông xe thì cũng đã được thiết kế kiểu mang cá giống những phiên bản của Range Rover đấy ạ. Một chiếc xe Kia Sorento rất là bình thường, nhưng với thiết kế, với sự thay đổi rất là lớn này, nó có rất là nhiều cái dáng dấp của những chiếc xe sang quý vị bạn ạ. Đấy, những cái thiết kế kiểu này đây ạ, ở cái cột C được trang bị những cái phần chrome như này đây ạ, nhìn nó rất là sang xe. Đấy, chúng ta có thể bỏ qua nhìn cái logo đi, bỏ qua những cái logo đi thì chúng ta nhìn thấy cái thiết kế này nó gần giống như một chiếc xe sang. Đấy, gần giống như một chiếc xe châu Âu quý vị các bạn nhé. Đấy, cánh đuôi gió rất là to và tích hợp cả cái đèn phanh trên cao này, đuôi gió này phía sau này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng cho quý vị và các bạn xem về cái phần thay đổi, về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần thay đổi cực lớn nữa ở bên trong nội thất của chiếc xe này ạ. Đấy, đây là về cái phần thay đổi cực lớn ở bên trong nội thất quý bạn nhé. Rất là sang, rất là xịn, rất là mịn luôn quý bạn ạ. Từ những cái phần keo chỉ này thì xin phép quý vị và các bạn cho tôi được bỏ qua những cái phần keo chỉ này nhé. Tại vì là nước sơn zin nguyên bản theo xe còn, tức là bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, thì bên trong nó còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy. Chúng tôi chỉ giới thiệu về cái độ đẹp, độ mới cho quý bạn thôi. Tại vì với những chiếc xe siêu lướt như này chỉ nói về độ mới thôi ạ. Đấy. Bên cạnh những cái phần độ mới thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị bạn về cái option, những cái thay đổi của chiếc xe Sorento này nhé quý vị bạn. Đầu tiên là quý vị bạn thấy được luôn ạ. Đấy, là những cái thay đổi rất là lớn đấy ạ. Và đây là cái bộ ghế da, nội thất da nguyên bản của xe quý bạn nhé. Xe được trang bị là ghế lái chỉnh điện, ghế phụ cũng chỉnh điện, nhưng ở ghế lái nó có khác nữa là nhớ ghế hai vị trí đấy ạ. Đấy, cụm gương điều chỉnh, gương điều chỉnh kính này, điều chỉnh gương này, gương chiếu hậu là gập điện này. Đấy. Và từ những cái khóa tay mở cửa này cũng được thiết kế rất là sắc sảo, tinh vi theo giống như cái những chiếc xe sang. Táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và cái điều đặc biệt là chiếc xe này được trang bị hệ thống âm thanh giải trí rất là cao cấp, loa Bose quý vị bạn ạ. Đấy, loa Bose quý vị bạn nhé. Ở cái phiên bản Signature này thì là phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ nhất rồi, cho nên là xe đã được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cũng như là cái phần option cao nhất. Đây, ví dụ như là cảnh báo lệch làn đường này, hỗ trợ giữ làn đường này. Đấy, và cốp điện. Đấy, với những cái nút điều chỉnh cửa gió điều hòa cũng đều rất là thiết kế, rất là tinh vi và tỉ mỉ đây quý bạn ạ. Rất giống những chiếc xe sang. Đấy. Và thiết kế rất là điệu đà, từ cái cửa gió điều hòa này, bên dưới là cái cửa gió phụ nhỏ hơn này. Đấy. Thiết kế rất là đẹp. Đấy. Vô lăng, cần số còn nguyên bản.
Và cái điều nữa thay đổi ở cái hộp số cho chiếc xe Kia Sorento 2021 này, quý vị bạn nhé, là đã bỏ hẳn toàn bộ về cái cần số, thay vào đó là cái nút vặn sang số giống như chiếc xe Range Rover quý vị bạn ạ. Đấy, sang số ở trên cái nút bấm này, nút vặn này, chỉ xoay số để sang, lùi, mo, d và p. Đấy, và với cái hộp số tự động 8 cấp này thì đã được có rất là nhiều các tính năng để lái đây quý bạn ạ. Ví dụ như là bốn chế độ lái cho đi đường trường, từ Comp Sport, Eco Sport này, Bass này. Đấy, bốn chế độ cho lái đi đường trường và ba chế độ lái đường địa hình đấy ạ. Đấy, phải nói là chạy rất là thích nè. Sấy vô lăng này, Auto Hold này. Đấy, hỗ trợ đổ đèo này, phanh tay điện tử này, cảm biến lùi, camera 360. Đấy, rất là đẹp. Với thiết kế này rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và cửa nóc, cửa sổ trời toàn cảnh panorama quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, sản xuất cuối năm 2020 và được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty Thaco Trường Hải quý vị bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Quảng Nam luôn đây này. Đây là cái tem của nhà sản xuất cuối năm 2020, đăng ký cuối năm 2021 quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau cho quý vị bạn cùng xem về cái phần táp bi cửa này, xem ở đằng sau này nó có khác gì so với những chiếc xe trước. Thì đây là cái phần loa Bose thì quý vị bạn biết rồi đấy ạ. Đấy, hệ thống loa Bose rất là cao cấp. Và đằng sau cũng đã được trang bị là rèm che nắng này. Đấy, rèm che nắng đầy đủ luôn ạ. Nhưng mà cái rèm che nắng này là chỉ là rèm kéo tay thôi nhé, không được điện như những chiếc xe Merc với lại Range Rover đâu quý vị bạn ạ. Đấy, rèm che nắng kéo tay. Và hàng ghế sau này nó khác biệt với phiên bản Signature 7 chỗ quý bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản chủ tịch, dành cho chủ tịch. Hàng ghế giữa này chỉ có 2 người ngồi thôi ạ, tức là 2 lãnh đạo ngồi đây, cho nên là chỉ có 2. Và cái phiên bản 7 chỗ thì nó hàng ghế này nó liền và nó 3 người ngồi quý bạn ạ. Đấy, nó khác biệt với phiên bản khác và rất là đẹp đây quý bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento 2021 này nhé quý vị bạn ạ. Đấy. Đấy, bước lên xe là tôi đã cảm giác thấy rất là dễ chịu rồi. Đầu tiên là nó được rất là tĩnh lặng vì là chiếc xe này là cái cách âm rất là tốt quý vị bạn ạ. Ngồi trong xe này là không nghe tiếng gì bên ngoài nữa. Xe đề nổ start top đây ạ. Tôi sẽ bấm điện lên cho quý vị bạn cùng xem về cái đồng hồ của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Đấy, màn hình rất là lớn, màn hình 10,25 inch đây ạ. Tích hợp đầy đủ các tính năng giải trí từ camera 360, xem nhạc, YouTube, có thể kết nối được không dây, kết nối không dây, kết nối CarPlay đấy ạ. CarPlay Auto hết, kết nối không dây quý vị bạn nhé. Kết nối với Android Auto và CarPlay. Và vô lăng cần số đây quý bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 15.000 km rồi quý bạn ạ. Đấy, và cái đồng hồ này thì với thiết kế này rất là đẹp quý vị bạn nhé. Chúng ta có thể thay đổi giao diện, thay đổi màu sắc ở trên cái màn hình này. Và nhìn về cái vô lăng này thì quý vị bạn thấy được là rất là nhiều option, rất là nhiều tính năng an toàn mà Kia đã dành cho chiếc Sorento 2021 này ạ. Đấy, đầu tiên là về những cái phần điều chỉnh âm thanh. Đấy, điều chỉnh âm thanh trên vô lăng, bài hát này, các thứ này. Và bên này là Cruise Control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy quý bạn nhé. Đấy, và có cả đây, có cả cảnh báo lệch làn này và cài đặt chế độ làn cho đi đường đây quý bạn này. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đấy, là chúng ta thấy được luôn này. Đấy, rất là nhiều tính năng an toàn và có cả cảm biến. Cái này là gọi là cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo va chạm từ phía sau, có thể nói là cảnh báo va chạm từ phía sau. Đấy, vô lăng thì đã có cả sấy vô lăng. Đấy, và phía trước này là head up display đây quý bạn này. Head up display hay còn gọi là hiển thị tốc độ trên kính lái. Đấy, cái đang nháy nháy đằng trước là kính lái đây quý bạn này, để giúp cho chúng ta đi đường chúng ta không cần phải xem ở trên cái màn hình này nữa quý vị bạn nhé. Đấy, head up display hiển thị tốc độ trên kính lái này, hiển thị tất cả các thông tin từ tốc độ đến những cái bài hát chúng ta đang chơi nhạc cũng hiển thị đây. Cái đồng hồ chúng tôi xe đang để là đang nháy là không quý vị bạn nhé, 0 km/h. Đấy, head up display. Đấy quý vị bạn nhìn với cái thiết kế điều hòa tự động hai vùng độc lập và có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba từ phía sau. Đấy, sạc điện thoại không dây. Đấy, và điều đặc biệt nữa ở chiếc xe Kia Sorento này thì tôi
không thể đếm được bao nhiêu cái chân cổng USB với chân cổng sạc điện thoại quý bạn nhé. Đấy, chân cổng USB phân biệt ở giữa này, và hai bên là sạc điện thoại, và đằng sau rất là nhiều các chân cổng sạc điện thoại. Chúng ta có thể sạc cho mỗi người 2-3 cái điện thoại cũng có đủ chỗ sạc quý bạn nhé. Đấy, và rất là mới, rất là đẹp đây. Ở đây tôi sẽ mở cái cửa nóc này ra cho quý bạn cùng xem này. Cửa sổ nóc và cửa sổ trời toàn cảnh panorama đấy, mở được ra gọi là cửa nóc, còn nếu như toàn cảnh về phía sau này thì gọi là cửa sổ trời panorama quý bạn nhé. Và auto một chạm quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là thoáng. Với cái thời tiết mà nó rất là mát mẻ như ngày hôm nay thì chúng ta cũng nên mở cái cửa nóc này ra để lấy không khí bên ngoài một chút thôi, gọi là một chút thôi, chứ nếu như ở Hà Nội này mà mở thường xuyên thì bụi lắm ạ. Đấy, cổng sạc điện thoại này. Và đây là cái chức năng sấy ghế quý bạn nhé. Hàng ghế trước này thì có chức năng sấy ghế này, thông ghế này. Sấy là khác quý bạn nhé, sấy là nó có nhiệt, còn thông này là nó có quạt để cho thông không khí ở trong bên trong ghế ạ. Đấy, sấy ghế, thông ghế đầy đủ đây. Cái cụm điều chỉnh này rất là sang, rất là giống một chiếc xe Range Rover quý vị bạn nhé. Đấy, điều chỉnh sang số này, RN này, P này. Đấy, và chế độ đi drive này, chế độ đi này, 4 chế độ đi đường trường và 3 chế độ đi đường địa hình. Đấy, camera 360 này, cảm biến này, phanh tay điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, auto hold, sấy vô lăng. Đấy, rất là nhiều các tính năng. Phải nói là một chiếc xe Sorento đã được thay đổi hoàn toàn thì nó rất là đẹp, rất là mới như này. Túi khí là quanh xe, túi khí là quanh xe rồi các bạn nhé. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, hàng giữa đây và bên dưới này. Hai cổng sạc điện thoại này, hai bên ghế này lại hai cổng nữa này. Đấy, phải nói là mỗi người phải mấy cái điện thoại vẫn cứ đủ chỗ sạc. Và cái điều mà tôi muốn giới thiệu cho quý bạn đây, đặc biệt là cái hàng ghế chủ tịch đây ạ. Hàng ghế đằng sau hay còn gọi hàng ghế giữa hay còn gọi là hàng ghế chủ tịch đây ạ, phiên bản là Signature dành cho chủ tịch đây ạ. Đấy, có cả tùy để tay này. Đấy, để tay này. Thứ hai nữa, cái điều mà rất là hay là chúng ta chủ tịch có thể ngồi đằng sau này và điều chỉnh cái ghế đằng trước, cho đằng trước ngả lên này, hoặc ngả xuống này, hoặc tiến lên này, lùi lại này. Đấy, nếu như chủ tịch muốn co chân ra cho nó thoải mái thì có thể điều chỉnh bằng cái hàng ghế trước này, bằng điện đây ạ. Đấy, rất là tiện quý vị và bạn nhé. Cốc để chai nước này. Đấy, phải nói rất là đẹp. Rèm cửa này đầy đủ này, ngồi ở ghế sau này đúng ghế chủ tịch này, rất là thích quý vị các bạn ạ. Đấy, phải nói là trải nghiệm ghế chủ tịch. Ở cái phiên bản Signature 6 chỗ ngồi cao cấp nhất này thì xe cũng đã được trang bị là cốp điện rồi quý vị bạn nhé. Nó khác với những chiếc xe khác chúng ta ra mở cốp ở đây. Nhưng chiếc xe Kia Sorento 2021 này thì chúng ta có thể mở cốp sau ngay hàng ghế lái, hoặc là điều khiển ở trên cái khóa hoặc là nút bấm ở đây quý vị bạn này. Đấy, tôi bấm vào đây ạ. Đấy, phải nói là rất là tiện luôn quý vị bạn ạ. Rất là tiện này. Cốp này, mở cốp điện này, khóa này. Hàng ghế phía sau này đang gập lại quý bạn ạ. Chiếc xe này rất là mới. Chúng tôi mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì về nhưng mà rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, một số chỗ này là chưa bóc ni lông hết này. Đấy, do chủ xe chưa bóc ni lông hết này. Đấy, và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Chân sạc USB này, chạc sạc điện thoại đấy. Đấy, chiếc xe này được cái là chỗ nào cũng có sạc điện thoại thôi. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, hàng ghế thứ ba đây ạ. Đấy, hàng gập ghế hàng sau này, gập ghế hàng ghế sau này cũng bằng điện này. Ổ điện 12V 180W dành cho các thiết bị sử dụng điện lớn này. Đấy, và phần dưới này thì quý bạn thấy đấy ạ. Lốp xưa cua chưa hạ, lốp còn nguyên bản hết, cho nên là những cái phần kích đồ nghề là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Còn nguyên bản hết ạ. Đấy, tôi tạm thời đóng cái cốp này lại. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn thêm về cái phần cửa sau bên phụ này. Cửa sau bên phụ này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ghế chỉnh điện này. Hàng ghế chủ tịch đây quý vị các bạn ạ. Xe được trang bị là loa Bose thì quý vị bạn thấy đấy ạ, đây là loa Bose. Thì là cái gầm ghế này, ở những cái gầm ghế này đều được thiết kế những cái bộ âm ly để dành cho bộ loa đây quý vị bạn ạ. Đây là những cái âm ly đây quý vị bạn nhé. Nghe hay hay không là nó ở loa là một, ở âm ly là hai.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ đây quý vị bạn nhé. Cánh cửa trước bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa đây. Đấy, và cái tay nắm cửa đây là hai màu quý vị bạn nhé. Dưới này là màu theo xe này. Bên trên này là màu bạc này. Đấy, rất là sang chảnh. Ghế bên phụ này cũng là ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn này. Ghế chỉnh điện này, nội thất này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chiếc xe này nguyên bản chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Nếu như dọn dẹp gì thì nó lại mới quá, nó không khác gì một chiếc xe mới. Đấy, với thiết kế như thế này thì nó từ gần giống như là một chiếc xe sang rồi. Có thể nói Kia Sorento sắp được xếp vào phân khúc xe sang rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Hệ thống âm thanh cao cấp, loa bông, cửa gió điều hòa. Đấy, thiết kế rất là tinh vi, rất là tỉ mỉ ạ. Hệ thống đèn trần cũng là đèn LED luôn quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, có lẽ đây là cuộc chơi lớn của Kia đấy quý vị bạn ạ. Để cạnh tranh khốc liệt với chiếc xe Hyundai Santa Fe thì Kia cũng đã thay đổi rất là nhiều. Thay đổi về cái phần động cơ quý vị bạn nhé. Thay đổi từ về phần ngoại thất, nội thất, option cho đến những tính năng an toàn, những cái đồ chơi công nghệ toàn bộ cho chiếc xe này thì cái phần động cơ này là cũng cải tiến rất là nhiều. Để đạt được 5,2 lít dầu cho 100 km thì Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Sorento Signature 2021 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít và là cái động cơ Smart Trim Turbo, động cơ thông minh đấy ạ, tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé. Đấy, về cái phần động cơ này thì tôi cũng không giới thiệu nhiều về cái kỹ thuật hay là về cái máy móc về cái động cơ này nữa. Tôi chỉ biết giới thiệu cho quý vị bạn đây là một cái động cơ Smart Trim, tức là Smart Trim Turbo là động cơ turbo thông minh. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ với 5,2 lít cho 100 km quãng đường trường thôi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là tiết kiệm đúng không quý bạn. Và động cơ này thì còn rất là mới quý bạn ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 15.000 km thôi, tức là 1.5 vạn km. Đấy, sản xuất năm 2020, sản xuất cuối năm 2020 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký cuối năm 2021, đăng ký tháng 10 năm 2021 quý vị bạn nhé, mới lăn bánh được 15.000 km. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 230 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị và các bạn chỉ phải trả trước 30% giá trị của xe. Số còn lại là quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên. Quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature, phiên bản 2.2 máy dầu 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2021 phiên bản Signature động cơ dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Yeah.